Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm cái khẩu trang dùng trong cái mùa dịch này ha. Hoặc là các bạn có thể dùng để che nắng cũng được. Lúc này mình đi chợ đó, ví dụ như đi Costco chẳng hạn, thì người ta yêu cầu mình là phải đeo khẩu trang. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đơn giản bằng cái cách là dùng cái khăn vuông này. Ở đây mình có một cái khăn vuông và hai cái sợi dây cột tóc. Hoặc nếu mà các bạn có thể sử dụng cái sợi dây thun cũng được ha. Rất là đơn giản luôn. Các bạn gấp nó vô như thế này. Và tiếp theo là mình sẽ gấp nó vô tiếp. Rồi mình gấp vào thêm một lượt nữa. Gấp vào thêm một lượt nữa. Xong mình bỏ hai cái sợi dây cột tóc hoặc dây thun vào. Rồi mình nhét cái này vô cho nó dính lại với nhau. Rồi như vậy là xong rồi nè các bạn. Rồi đây là cái khẩu trang mà mình mới vừa gấp xong, mình sẽ đeo vào cho các bạn xem nha. Rất vừa vặn không các bạn? Rất vừa luôn. Nếu các bạn muốn cho nó rộng ra một tí, nó che lên khoảng trên này một tí, hoặc che xuống phần cổ này một tí, thì các bạn có thể kéo nó ra ha, kéo ra như thế này. Ngoài ra nếu các bạn muốn cho nó dày thêm một chút nữa, để bảo vệ thêm một chút nữa, thì các bạn có thể dùng cái giấy ăn này nè. Các bạn gấp lại, xong rồi các bạn sẽ luồn vào trong cái lớp khăn này. Như vậy rất là đơn giản và vô cùng tiện lợi đúng không các bạn? Nếu mà các bạn thấy cái video này thật sự hữu ích thì các bạn hãy để lại comment cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!